Thưa quý vị, nhằm quản lý chặt chẽ việc cấp bằng lái xe ô tô, trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ra nhiều quyết định mới. Đặc biệt theo quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên cabin ảo. Và điều này cũng khiến cho việc học lái xe có nhiều điểm mới so với trước đây và gây không ít khó khăn cho các học viên, người giảng dạy và trung tâm đào tạo lái xe. Vậy những khó khăn đó là gì? để trò chuyện về vấn đề này. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay. Vị khách mời là ông Đỗ Ngọc, giảng viên dạy lái xe lâu năm. Vâng ạ, xin cảm ơn ông Đỗ Ngọc đã dành thời gian à, tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả, xin chào MC. Dạ vâng dạ. ạ. À, thưa ông à, vào những cái giai đoạn đầu năm thì rất là nhiều người họ mong muốn là sẽ đi học lái xe và mong muốn là có bằng lái xe ô tô nên chính vì vậy mà họ đã tìm tới các trung tâm đào tạo sát là lái xe. À, thế nhưng mà nhiều người đang cho chia sẻ và cho biết rằng là hiện nay để sở hữu một cái tấm bằng thì họ gặp rất nhiều khó khăn vậy thì ông nghĩ sao về vấn đề này? À, thật ra từ đầu năm giờ học thật sự rất khó khăn đấy. Ạ. Dạ. bây giờ tôi chia sẻ về vấn đề thế này, này một là về phần lý thuyết khó rồi nhé. thứ hai là mô phỏng khó lắm có các bạn mà làm không cần ta để chú chừa thôi dạ. thứ ba là về kinh tế học phí gấp đôi đấy dạ. mà ngày xưa tám chín triệu giờ mười tám triệu ừ. đấy còn vấn đề nữa là về thời gian của các bạn các bạn có gia đình làm công chức rất khó khăn cho các bạn và khó khăn cả chúng tôi nữa đến như tôi mà dạy còn toàn dạy đêm đấy có đợt phải dạy đêm liên tục cho học viên thi kỳ thực chúng ta tôi nghĩ một được cái bảng giờ là vấn đề rất khó khăn về kinh tế, về thời gian và về độ khó của cái mô học. rất khó bạn ạ. Dạ vâng ạ, cũng xin được chia sẻ với những cái sự khó khăn của các giảng viên ở các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cũng như là những người đang mong muốn sở hữu một cái tấm bằng lái xe ở giai đoạn đầu năm nay. Vâng ạ, à, việc muốn có được một giấy phép lái xe hạng B2 thì người học sẽ phải hoàn thành tối thiểu là 810 km đường trường, tức là tăng từ 36 đến 40 giờ. Ở đây là một trong những quy định mới và nhiều người cho rằng đây là một cái khó của việc sở hữu bằng lái à, xe. Cái này tôi cũng không khó đâu. Cái này tôi rất hoan nghênh. Yeah. Thì người ta gọi là lái xe và kỹ năng vận hành thuần thục. Thì ngày xưa các bạn thì bạn nó ít lắm, đâm ra xử lý cho ta vận hành xe nó ngượng ngĩu lắm. Nhưng bây giờ các bạn thì tưởng tượng xem tôi dạy rất nhiều từ B1 710, B2 tới những 10 km. Sau so cái khoa đó tôi thấy có quyền tôi tuyệt vời luôn rất tốt xử lý tức là vận hành xe rất an toàn, rất mềm mại. cái đó tôi công nhận là đúng. nên phát huy có thể tăng nữa cũng được. vâng ạ. À, như vậy là nếu như mà những người mà bắt đầu học bằng lái xe à, khi mà họ đã trải qua những cái lý thuyết rồi, à, cậu rồi là học ở trong cabin ảo thì nên tăng cái thời gian thực hành lên à, để khi mà mình bắt đầu là mình đi ra ngoài đường mình uh, sử dụng xe ô tô thì mình sẽ uh, có thể là giải quyết và xử lý được những cái tình huống đoạn, 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 đoạn. trên đường trường. Vâng ạ, ngoài việc tăng giờ thực hành trên đường trường theo quy định hiện nay, thì chúng tôi thấy là những cái bộ câu hỏi lý thuyết thì cũng đã tăng lên. Uh, ngoài ra là còn có thi thêm phần mô phỏng các tình huống giao thông và thi sát hạch trong cabin ảo. Vậy thì uh, theo quan sát của ông thì ở đây thì có ưu điểm hay là có những hạn chế như thế nào? Mình thấy cái này này. Cái, cái, cái km tăng chạy đắt tôi gọi hai bọn tôi là dat gọi đắt đát đá trên trường rất, rất, là, rất là hay nhưng mà cái mô phỏng tôi nghĩ thật sự là khó lắm Đạ. các bạn học viên phải nghiền ngẫm thật kỹ học thật kỹ mới đỗ được bởi vì là ngày xưa bây giờ mà học ngày xưa học chỉ học xong lý thuyết là có thể sát hạch gia hình đúng không ừ. bây giờ là được xong lý thuyết lại phải qua cái cửa ải mô phỏng tôi thấy nói chung là học viên và giáo viên cũng thấy ngán cái này lắm rất khó khăn mà cái mô phỏng này tôi thấy ưu điểm nó chắc là làm cho người ta cái phản xạ Phản xạ nhanh vậy Nhưng mà có cái điều này Có nhiều khi tình huống bấm nhanh lại là hỏng đấy ừ. Bấm đúng không được điểm đâu Phải bấm chậm đấy. Bấm chậm tí mới tìm có cái điểm Nó sẽ bị trừ điểm dần Mà tôi có nói vui chứ ở ngoài đường mà xử lý tình huống thì chắc là tai nạn nó rồi ừ. Các thầy dạy thì học viên vào phải, phải nhìn từ xa Thế xử lý tình huống từ xa Nhưng mà các đề tình huống vô phòng là phải, phải gần lắm như vậy là cái việc thi sát hạch trong cái cabin ảo thì nó không sát với thực tế. Cabin 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 ảo tôi lại chia sẻ vấn đề này. Tôi nói thật với các bạn là chả cái gì bằng xe thật. Ừ. Thầy thật, đường trường thật, nắng thật, mưa thật, tỏ tối thật. Cái đó quan trọng. Ở ngoài đường các bạn đi thấy tiếng xe nó chạy ầm ầm thì nó tác động rất nhiều cái tâm lý mà khi mà các bạn vận hành xe trên đường an toàn tối này mưa gió bão bùng tất cả tình huống cần tư đông người thì các bạn vào mô phỏng rất là bình thường cái mô phỏng tôi nghĩ là cũng tôi 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 các thầy cũng không không cũng không không, không không thích này lắm đâu dạ vâng ạ Tức là tốt nhất là các phải đừng trường hoàn toàn đi đường trường nhiều vào kỹ năng xử lý tốt thầy giáo dạy tốt vào tất cả các thầy giáo dạy là phải tầm khoảng 60% mươi cái, cái, giờ học rồi lúc đó học viên thuần thục tay lái chân tay mắt mũi nhìn tốt rồi lúc đó ta ra đường trường thầy rất nhàn Vâng ạ à, như là chia sẻ của ông thì hiện nay đã có một số những cái trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô thì đã bắt đầu tăng học phí rồi và năm nay thì cái học phí nhiều hơn hẳn so với những cái năm về trước. À, vậy thì không biết là có phải là cái việc thay đổi về quy định này cũng như cái việc ở uh, trang bị về cabin điện tử uh, là một trong những nguyên nhân khiến cho học phí tăng hay không? à thế dương này cái cái, cái tăng lên hai triệu bốn triệu chưa, chưa chưa nên nào tăng đâu tôi biết rồi chưa tôi nào tăng đâu à. họ tăng là tăng cái mười mấy triệu tăng cái cái, cái DHT đấy chạy đường trường đấy à. chạy bảy trăm mười tám trăm này công xăng xe thầy thứ đấy thì họ tăng thế thôi còn cái, cái 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 cabin chưa có đâu chưa à. chưa chưa hay tăng cái đó đâu mà cái tôi nghe một cabin là nhiều tiền lắm đấy bốn năm trăm triệu một cái bằng cái ô tô đấy vâng ạ như vậy là khi mà đưa cabin ảo à vào thì là những người học lái xe thì thậm chí là sẽ phải nộp nhiều tiền hơn tiền nữa. Dạ vâng nặng. ạ. Ừ, theo ông thì cái việc mà siết chặt đào tạo lái xe thì liệu có mang lại những cái điểm tích cực hay không? Ờ, ừ, cái siết chặt đào tạo lái xe tôi nghĩ tốt chứ. À. Thì học học viên vậy là phải xác định là học thật, lái thật, thật, thật cho mình cho người cho xã hội, cho con cho trong xã hội con người khác ấy thì mình lái nó rất an toàn và siết chặt. Nhưng mà đừng siết chặt quá cái, cái 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 lái ô tô nó là cái đó là cái cái phổ thông ấy nhưng mình đừng đừng nghĩ là nó cái nạn siết quá chặt đi được có người ta sợ tôi đó mô phỏng các bị nó quá khó thì ai học nữa đừng nghĩ cái ô tô nó khó cái ô tô chỉ là thành thục thôi nó như cái xe máy anh lái nhiều là thành thục chứ ông đừng lái ít thế thôi đừng khó quá mình cứ thấy mà tai nạn cứ đưa cái gì cái, mới, cái mới cái mới cái khó quá thì ai cũng sợ thật sự đến hỏi các thầy giáo bây giờ mô phỏng chắc gì làm được hết đâu khó thật sự Đấy, bạn tôi luôn là chuyên môn cái này nó bảo rất khó học liên tục mau lắm mới được. Rất khó khăn đấy. các vâng ạ, à, với cương vị là một người thầy đã có rất là nhiều những cái năm uh, và có nhiều thâm niên uh, trong công tác giảng dạy đào tạo uh, lái xe. Vậy thì ông có những cái lời khuyên như thế nào để cho những người học đang mong muốn là mình sở hữu một cái tấm bằng lái xe mơ ước, họ sẽ phải chuẩn bị những điều gì? Tùy đang học chưa? Chưa à. học đúng không? Các bạn nhé, các bạn mình chia sẻ với các bạn muốn học lái xe được mấy vấn đề này. Một là tìm cái trung tâm thuộc uy tín mình gửi hồ sơ để họ có trách nhiệm mình trong tiểu lớn cuối chứ đúng không để cho mình thi nhé thứ hai tìm người thầy tận tâm tận lực vào đúng không ạ có ừ. nhiều người tại có những thầy nó nhiệt tình lắm coi con học viên như con cháu mình thế mới được đúng không cái thứ ba là học viên học thật sự nghĩ học cho mình học cho xã hội học cho con mình mới được chứ không học cứ ở, ở thực bắt kiểu nhưng mà bố mẹ bắt đi học thì không hay đúng không học phải say mê người lấy xe ơ ừ, đọc lái xe thích lắm thì nó mới say mê đúng không tiếp theo học xong rồi các bạn phải liên tưởng phải học để học những cái gì thì mới ngấm sâu được đúng không còn vấn đề này, cuối cùng mình nói rất nhiều cái vấn đề nhiều nhiều bạn không làm được đâu đó là vấn đề kinh phí cái xã hội giờ bây giờ nó bình thường rồi nếu anh học nhiều thì anh sẽ lái nhiều anh tôi làm nhiều tiền Thì cơm nhiều tôi nói nhiều với thủy dương rất nhiều người bạn thích rẻ đấy thì cái 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 giá thì trả cái giá học lái xe thì trả ai là, là là, quản lý được đúng không thì anh này học cái giá này học giá này nhưng mà theo tôi ý, các bạn muốn học lái xe tốt ngoài thầy tốt trung tâm tốt ý thức mình này xe tốt và phải kinh phí tương đối tốt nhiều lên một tí thì mới tốt được chứ không ai dạy kinh phí ít mà dạy nhiều đâu trừ con cháu đấy tôi chia sẻ thật các bạn như thế phải như thế phải xác định là thứ hai cái học nhiều kinh phí cao nó rẻ hơn các bạn tai nạn rất nhiều rẻ hơn các bạn bị va quyệt rất nhiều đấy gọi là kính kinh tế là rẻ chứ đừng tưởng ra học vừa vao ra va quyệt nhiều tiền hơn nhiều chủ ạ dạ vâng ạ như vậy là À, trước khi mà chúng ta bắt đầu à, đi học lái cũng như là có một cái tấm bằng lái xe à, trong tương lai thì nên chuẩn bị tâm thế đúng không ạ? Có nhiều quá vâng chúng ta nên rồi. chuẩn bị về thông tin và đúng rồi, đúng nếu rồi. được là cũng chuẩn bị về mặt à, kinh phí. Đúng rồi. À, trong một khoảng thời gian. Đúng rồi. À thời gian xin lỗi con thời đó, gian đó, vì thời gian học rất nhiều đấy, học các bạn học giờ học rất nhiều, chạy mấy chục tiếng mà chạy vất vả đấy, thầy vâng cũng ạ. vất vả. Vâng ạ. Nhưng mà học, học trò xong thích lắm chuẩn luôn cái chạy đường chiều tôi nghĩ chuẩn luôn Còn cái mơ phỏng mấy cái cái bình khó quá nó đừng đánh đố con người, đừng đánh đố ô tô nó bình thường khi đánh vào tốt bình thường ấy đã là tốt rồi nhưng đừng có mơ phỏng cái nọ kia nó khó quá lý thuyết nó khó quá người ta sợ trời chặt lắm dạ vâng ạ À, tuy nhiên thì với một người lái xe ô tô thì ngay cả cái việc mà chúng ta à, bắt đầu đi học Thì mình cũng phải để tâm vào cái việc học của mình ừ rồi. từ lý thuyết cho đến thực hành ừ. Và khi mà đã đến cái phần thi sát hạch Trải qua những cái khâu à, sát hạch để có một cái tấm vé thông hành Được à, lên ô tô để có thể à, điều khiển một cái phương tiện mà mình yêu thích đúng không ạ Và quan trọng là an toàn hơn với mọi cung đường Khi mà chúng ta đã trang bị cho mình đầy đủ các thông tin Tất cả Vâng ạ một Tất, cả. Lần nữa, Tất cả những cái kênh nó là thuần thuộc ngọc. hết Các bạn học đấy như thế là thủ tục sử dụng xe an toàn đi không vấn đề xảy ra vâng ạ. mà học phí cao một tí đấy là rẻ nhất chứ không à. phải là quý ít tiền mà là kinh phí à, kinh tế đâu vâng học ạ. phí cao một chút vâng ạ xin cảm ơn ông cảm và thưa em. quý vị nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại